tên tuổi thưa thầy khai quang chứ đúng không thầy nhỉ? Thực ra là khai quang ở đây thì theo nhà, để hóa giải cho nhà thì không phải tên tuổi các ạ. Theo tên tuổi là những cái gì mà mình mang lên mình thì mới phải tên tuổi thôi, còn nhà thì không cần. Tức là mình chiêu là đường trước nhà là chiêu hướng ra, là ra ngoài đường luôn. Đúng rồi, đúng rồi, hướng ra đường. Thế thì cái gương đấy có nhiều tiền không thầy? Cái đấy là vào 600. Dạ, có phải là thầy Tuấn đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng, chào thầy ạ. Vâng. Thầy, tôi vừa xem cái video của thầy chia sẻ về cái cách hướng dẫn giải đáp với anh nhá. Vâng, vâng. Bác xem ở kênh nào nhỉ? Trên... Cảm ơn thầy. Vâng. Dạ, thầy ơi. Vâng. Mỗi thăm chứ ạ? Vâng. Nhà em lấy cái mặt tiền của em là 5 mét. Thầy ngang nhưng mà lấy cái đường của trong suốt là nó đi thọc vào nhà mình. À, vâng. Thì trong gia đình làm ăn rồi... Thì con cái rồi gia đình cũng không được yên lắm nha. Vâng. Thì là bây giờ nó đang làm lại cái cửa lại đằng trước và cái lắp cái nền đằng trước của nhà rồi của cái nhà là thì em cũng hôm nay cũng đang xem video của thầy thì em cũng mua được một ít cái đá thạch chanh về em làm thì cái cách sử dụng của nó là nhờ thầy xem hộ với cái cách hướng dẫn ý ạ. Đá thạch anh vụn à bác hay là đá gì? Vâng ạ, đúng rồi mà có 5 màu sắc ạ. Đá thạch anh vụn, có nghĩa là bác mua để hóa giải cái trường hợp mà cái ngõ đâm vào nhà gì? Đúng rồi ạ. Ngõ đâm vào nhà thực ra là nên sử dụng vật phẩm khác. Nhà bác có gương bắt quái chưa? Gương bắt quái chưa? Không có gương bắt quái rồi, nhưng mà cái gương bắt quái này là của thầy bối đó. Người ta đến người ta làm lẽ cho mình, rồi người ta mua rồi người ta gắt cho mình. Thực ra gương bắt quái thì phải khai quang và có năng lượng thì mới giúp hóa giải trong trường hợp như này. À thế ạ. Vâng. Thế thì em mua một ít cái đá thạch chanh rồi thì nhà mình là mai là nát cái nền nhà đó thầy, cái nền nền quán đằng trước của cái cửa đó nè. Vâng. Một ít ra cái bậc thì tầm còn 90 phân. Vâng. Ra ngoài đường của đường cái nhưng mà đất vẫn với nhà mình. Vâng. Và nát cái nền. Vâng. Thì là thầy cho em xin cái cách sử dụng đi ạ. Thế thì bác có giải ở vị trí ngay cửa ấy? Giải là giải thấp luôn nên là chỉ giải vào một điểm mai đến được. Bác mua có nhiều không? Mua 2,5 cân ạ. Ít lắm, 2,5 cân thì ít lắm. Vì là cái nhà này, cái chiều rộng chỉ có 5 mét thôi ạ. Vâng, 5 mét. 5 mét và cái chiều sâu có 4,5 cân thôi ạ. 5 mét thì cũng hơi ít. Thế thì bác chia, bác giải theo cái chiều ngang song song với lại cái trục của cửa nhé. Cái chiều ngang là cái chiều ngang 5 mét ạ. Đúng rồi, chiều 5 mét đấy. Thì bác giải đấy. Có phải là mình xếp lại hàng hay là chỉ giải từng chừng như thế này? Ít thế thì bác cứ giải theo cái chiều ngang đã được thôi. Giải theo chiều ngang. À, tức là giải chiều ngang. Rồi. Ý là giải chiều ngang để chăm khắp được cái đất nhà mình như thế ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Từ đầu đến cuối. À, vâng ạ. Vâng. Nhưng mà 2,5 cân được hơi ít thì nhà hay là để em mua thêm? Thực ra là hơi ít bác ạ. Nên mua thêm. Nên mua thêm. Vâng. Tức là để em mua thêm cái khoảng mấy cân nữa thì... Thường thì mỗi nhà, mỗi điều kiện khác nhau. Bác, nếu mà bác có điều kiện thì bác cứ mua tầm 10 cân. 10 cân. Vâng. Nhưng mà mua quả đủ và lấy màu sắc hay là cả 5 màu sắc là mua một màu như thế này? Bác nên mua 5 màu ngũ hành ấy. Đấy. Mà chồng của em là mệnh hỏa mà năm thứ tư. Vâng. Mà em là tuổi canh tuất. Vâng. Là mệnh kim nữa đó. Có nghĩa là bác cứ mua ngũ hành tương sinh ấy, 5 màu là được. Không cần theo mệnh của ai cả. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. Nhưng mà cái gương bắt quái mà em muốn nhờ thầy về làm nếu mà khai quang thì là thầy là làm được ở đâu hả? Cái đấy thì bác thỉnh đi khai quang sẵn ở đây rồi sau đó gửi cho bác thì xem cho bác ngày giờ treo là được. À thế ạ. Dạ. Tức là ở mấy đâu thì thầy? Cái gì bác nhỉ? Với là quê chỗ địa chỉ của thầy làm việc là ở đâu ạ? Ở Bắc Giang bác, Bắc Giang. À trên Bắc Giang ạ. Vâng. Thì ví dụ như thế là thầy đọc thầy gửi bưu điện về à? Vâng đúng rồi, thì bác cho địa chỉ gửi bưu điện thì người ta mang tận nhà mà. À thế ạ. Vâng. Tức là vậy cơ, mình mới chua địa chỉ thế mà tên tuổi thưa thầy khai quang chứ đúng không thầy nhỉ? Thực ra là khai quang ở đây thì theo nhà, để hóa giải cho nhà thì không phải tên tuổi các ạ. Theo tên tuổi là những cái gì mà mình mang lên mình thì mới phải tên tuổi thôi, còn nhà thì không cần. Tức là mình chiêu là đường trước nhà là chiêu hướng ra, là ra ngoài đường luôn. Đúng rồi, đúng rồi, hướng ra đường. À vâng. Thế thì cái gương đấy có nhiều tiền không thầy? Cái đấy là vào 699.000 bác ạ. 699 ạ? Vâng. À vâng. Nhưng mà cái độ cái kích thước của gương có to không thầy? Cái gương đấy đường kính khoảng tầm 12 phân đến 13 phân bạn. À vâng. Vâng. Thì cái gương nhà
Tôi cảm ơn thầy là về với cái chia sẻ mà dẫn cho gia đình đó. Vâng, vâng, vâng. Thế sao thì để lưu lại cái số điện thoại của thầy vâng. để nhắn tin cho thầy sau thì nhá. Vâng, 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 vâng. À, vâng, vâng, cảm ơn thầy nhá. Vâng, vâng, vâng. Chào bác nhé. Các anh xem cái video của thầy. À thế à? Vâng, vâng, vâng. Đang vào cái trang này này. Vâng, vâng. Thành hôm nay tự dưng lại nghĩ ra là cái đá phong thủy. À thế ạ, à? Vâng, vâng. Nhưng mà biết thế này thì mình tìm hiểu lâu rồi thì thầy... Đúng rồi. Thầy đến vào trang. Vâng. Thì là nhà nó trả thầy là vào giữa ngã ba. Vâng, vâng. Trong ngõ người ta thuộc vào mà làm ăn thì là công việc cũng ổn định. Nhưng mà nhà của ông xã lại cái kiểu là cứ hay chơi bài đó thầy rồi mà cái kiểu là chơi như không biết đường sắp hối nhưng mà toàn nối cái kiểu cái giọng là chỉ thượng. Vâng, vâng. Nên là gia đình những không được yên tâm, còn làm thì là cũng gặp may. Vâng, vâng. Và trong vâng. gia đình thì cũng khỏe mạnh. Vâng, vâng. Cái tính cách của chồng và con nó không được như mình nghĩ. Vâng, vâng. Nên sợ là cái đất của nhà mình. Mà đi xem thầy thì thầy cũng bảo là đất rất là đẹp. Ma tà không có. Nhiều khi nó do cái bố trí của nhà mình nữa thì nó cũng có nhiều vấn đề. Vâng, bố trí trong nhà. À, vâng, vâng. Vâng. Ừ, thế thì cảm ơn thầy. Thế thì làm với thầy sau nhá. Vâng, vâng, vâng. Chào bác. Vâng, vâng, vâng. Chào thầy ạ. Vâng. Vâng ạ. Vâng ạ.